liền luôn anh ơi. Đi mình. Sao thế? Sao la to thế? Quỷ già! Chú Tiểu đâu? Chú Tiểu nào? Chú Tiểu đẹp trai. Ồ, mình không đẹp sao? Bạn có cần mình diễn tả nhan sắc của bạn không? Mình thích. Nhìn kỹ mặt như con khỉ, nhìn xa mặt như con ma. Nói vậy mà biết nhục. Nhục như con cá nục. Biết luôn hả? Sao hồi nãy hứa cho tôi chiếc SH mà? SH là của chú Tiểu đẹp trai, ông không bằng chiếc xe đạp điện. Rồi, bể kèo rồi đại ca. Kèo này hết thơm rồi. Xấu đâu có tội đâu. Bên ngoài tuy chẳng ra gì, bên trong nội thất cực kỳ dễ thương. Trời ơi, khoe hàng nữa chứ. Bà thích thơm, tôi làm cho bà một bài thơ, người ta nghe tới người ta sẽ vỗ tay bà liền. Về sắc đẹp của tôi đúng không? Tạo nét đi. Tôi đẹp mà, thử coi. Bên ngoài đẹp đẽ như vậy. Cảm ơn. Bên trong nội thất bày nhầy thiên ghê. Đấy. Tôi nói không có sai đâu mà nói là người ta vỗ tay liền đúng không? À, ăn nói tào lao. Tào lao chứ tàu đang chạy người ta gọi là tào lao. Nhảm nhí. Nhảm nhí là gì? Nhảm nhí thì ăn mứt bí. Tôi không thèm nói chuyện với ông nữa. Chứ tại sao mình đang nói chuyện yêu đương hay quá mà tại sao tự nhiên như vậy là sao? Tại sao vậy? Tôi sẽ ca nhạc cho bạn nghe nè. Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao? Gặp gỡ chi rồi thoáng tựa chim bao. Tình anh như áng mây cao, tình em như ánh trăng sao. Cớ sao mình chẳng được gần nhau? Mặt xấu như vậy tôi cưới ông chi? Trời ơi, cái lũ dữ người ta. Trời ơi, nghĩ sao vậy trời? Ít ra cua người ta phải biết cái vị trí, cái level của mình nằm ở đâu chứ. Bạn là bạn bích cửa với mình rồi nghe chưa? No, never, never, never có cửa. Buồn nhưng mà buồn chảo. Nghĩ sao lấy áo của ta vậy? Áo của chú Tiểu đẹp trai mặc vô làm hôi hả? Dơ dãi cao à? Chảy gì đâu á, bán nhang là bán nhang mà đặt đi cô gái. Quay qua đây chụp tấm hình đi coi. Vậy đỡ mấy đứa tin tin vậy nó chụp cắn lưỡi mà. Mấy đứa nào cũng vậy á. Ờ, để đăng Facebook nó vô chùa gặp ma.